sinh lớp 2A, trường tiểu học A Bình Thành, huyện Thoại Sơn. Từ nhỏ, em đã rất thích nghe kể chuyện. Vào năm lớp 1, khi đã biết đọc, em thường xin vào thư viện của trường để mượn những quyển truyện yêu thích để về đọc. Em đọc rất nhiều sách, nhiều câu chuyện, nhưng trong đó em rất thích câu chuyện Thế Là Ngoan. Trang 20 trong cuốn sách Bác Hồ và Thiếu Niên Nhi Đồng do cô Trần Thị Ngân sưu tầm tuyển chọn của nhà xuất bản Mỹ Thuật. Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác Hồ luôn dành một tình cảm đặc biệt dành cho thiếu niên nhi đồng. Tấm lòng của bác không chỉ dành cho thiếu nhi Việt Nam mà còn dành cho tất cả thiếu nhi trên toàn thế giới. Cuốn sách này có tất cả 55 câu chuyện kể về Bác Hồ và thiếu niên nhi đồng. Mời các bạn tìm đọc để hiểu thêm về tình yêu bao la như biển cả của Bác Hồ. Sau đây là nội dung câu chuyện Thế Là Ngoan. Một buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy bác, các em nhỏ ùa ra đón bác. Ai cũng muốn đến gần bác để nhìn bác cho rõ hơn. Có những em nhỏ cũng có chen vào để nhìn thấy bác cho rõ hơn. Có những em nhỏ đi dọc người phía trước để luôn nhìn thấy bác. Có những em đi bên ngoài, tuy đã nhìn thấy bác nhưng vẫn có khi khiển chân để nhìn thấy bác cho rõ thêm tí nữa. Bác dắt ta hai em nhỏ đi vào giữa đêm trẻ. Mắt bác như sáng hơn, vẻ mặt bác như hồng hào hơn. Bác cùng các em đi sang phòng họp, phòng ăn, phòng ngủ, nhà bếp, cửa tắm rửa, rồi trở lại phòng họp. Bác ngồi giữa các em, bác hỏi: "Cái trời có vui không?" Những tiếng trả lời non nớt đầy tình thương mến vang lên. "Dạ thưa bác, vui lắm ạ, vui lắm ạ." Bác lại hỏi: "Thế cháu ăn có no không?" "Dạ thưa bác, no lắm ạ, no lắm ạ." "Thế cái cô có mắng vẫn cháu không?" "Dạ thưa bác, không ạ, không ạ." "Thế tốt lắm, bây giờ có chia kẹo cho các cháu nhé, các cháu thích kẹo không?" "Dạ thưa bác, có ạ, có ạ." Một em nhỏ giơ tay xin nói: "Thưa bác, ai ngoan thì mới được ăn kẹo, còn ai không ngoan thì không được ăn kẹo ạ." Bác hỏi: "Cháu có đồng ý không?" "Dạ thưa bác, đồng ý ạ, đồng ý ạ." Các em nhỏ đứng thành vòng tròn, cầm mớ kẹo đi chia khắp lượt, tự tay lừa kẹo cho mỗi em. Đến lượt tổ, tổ không có những kẹo thì cúi đầu khẽ thưa: "Thưa bác, hôm nay cháu không vâng lời cô, chắc chưa ngoan nên không được nhận kẹo của bác ạ." Một cười chiều mắt ở trên môi Bác Hồ, bác xoa những chân bị cảm, bác khen: "Cháu biết nhận lỗi, thế là ngoan lắm đấy. Như vậy cháu vẫn được nhận kẹo như thế cháu khác." Tổ mừng rơn, vui vẻ nhận phần kẹo bác cho. Câu chuyện của em đến đây là hết. Ý nghĩa câu chuyện Thế Là Ngoan khuyên chúng ta phải có đức tính thật thà, trung thực. Khi có lỗi phải biết nhận lỗi và sửa lỗi, và luôn chăm ngoan và xứng đáng với tình yêu thương của bác, và xứng đáng làm chủ nhân tương lai của đất nước. Qua câu chuyện, em rút ra bài học cho bản thân